Ok bạn, hôm nay tôi sẽ trở về ngôi nhà hồi xưa của tôi. Không biết giờ nó ra sao và đây cũng là mùa Giáng sinh rồi. Nó cũng cái trời cũng khá lạnh rồi anh em à. Đây, nhà tôi đây. Mà nhà tôi dạo này nó cứ bị cái gì đó anh em à. Cái cây này hình như nó bị sập là lâu quá tôi không về. Tôi về quê nên là tôi không lên nhà thành phố. Nên là để nó sập vậy luôn. Nói chung là cái này nó cũng đóng băng lại, đóng trước nhà tôi luôn rồi. Mà có hai cây thông Noel mà để nó cũng lâu rồi. Không, cái này là cây táo nhà tôi nè mà tôi để lâu quá. Hàng nào qua nó tỉa thành cây thông Noel giúp tôi đấy. Thì mấy bà hàng xóm thì không biết ở đâu ra. Nhưng mà dạo này hay quẩy hơi nhiều anh em à. Ai có thể thấy. Nói chung là tập yoga, khí công đồ các thứ. Cái này là truyền nhân cũng khá dẻo. Tôi là cũng có thể là, nói chung là tôi cũng học khí công cũng khá là nhiều anh em ạ. Đây, giờ có thể. Ui, yeah, ui, ui, nó tán tôi anh em. Bây giờ tôi có thể đấm. Ui, 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 rồi mấy bà này bà láo lắm. Giờ là mỗi người đều thủ trong người một cây hết. Con nào đụng là chơi á. Tính ra tao vừa mới nói luôn mà. Đi cũng phải từ từ thôi chứ. Đây tôi sẽ cho các anh coi là kinh công như thế nào. Anh ơi, anh đi đâu vậy anh ơi? Anh ơi, đi luôn đi nha anh. Bực à, ngồi cảnh sát đâu để ùn tắc giao thông thế này. Cảnh sát trong thành phố này làm chán lắm anh em. Bao nhiêu năm vẫn làm việc như thế thôi. Ê, anh ơi, anh muốn có biết là anh đứng ngoài đường là mất mỹ quan đô thị. Hay là anh có thể làm kẹt giao thông đó anh ơi. Và tôi trong đây thì tôi biết tôi có thể có một chiêu cực kỳ mạnh luôn anh em à. Đấy. Rồi tôi đi luôn rồi. Nói chung là pha nãy làm hơi lỗi anh em. Nên tôi sẽ đề ba trước đá mấy này. Đá chết mày. Mày bố láo hồ đi. Hồ đi. Đấm solo mày luôn rồi con. Bỏ xuống. Bỏ tay xuống. Mày xạo lụm tiền liền anh em. Đấy, đề ba xong rồi đấy. Giờ tôi sẽ sử dụng skill hút cho các ông xem. Hí. Đúng. Quá là dữ. Y chang Thor luôn. Ấy nhầm y chang hút chứ. Tôi quên nhưng mà skill cũng giống Thor thiệt. Mấy bà này cứ đứng múa tôi khó chịu cực kỳ luôn đấy. Tôi sẽ đi dạo vòng quanh cái khu này cho anh em xem nó có gì thay đổi. Hầu như là nó không thay đổi ngoài mấy cái cây thông Noel. Tại vì nó cũng đã tới mùa Giáng sinh rồi. Đây là cây thông Noel, đây là công viên của chúng ta đây. Trò này tôi sẽ đi góc nhìn thứ ba và mấy hàng xe nó chạy láo hơn nhiều luôn. Công viên vẫn có cái bánh hot dog và cái tiệm Walmart, tiệm bán đồ đấy. Nhảy cái. Trong tờ này không biết tôi có tập tạ hay không mà tôi nhảy khá là cao luôn anh em. Tập tạ hình như không liên quan gì tới nhảy nhưng mà cũng là thể lực. Nhảy khá là cao. Hình như ông chủ quán ông dẹp mấy cái tiệm súng rồi anh em à. Ông để mấy cái này ra đây luôn rồi. Ừ, ông dẹp thiệt rồi. Ông trong đây ông chỉ có bán bơm thôi anh em. Rồi tôi kẹt luôn rồi. Tôi cũng vô được. Mà ông chủ quán cũng chưa quyết định bán cho tôi anh em. Hình như ổng không muốn bán luôn rồi. Nhìn hồi xưa tôi bố láo quá nên ổng giờ không muốn bán cho tôi. Không muốn lặp lại cái tình trạng bố láo hồi xưa giống như của tôi nữa. Trong đây thì nó cũng sợ tôi quá nhưng mà chỉ còn bán cánh cửa thôi. Hàm ý là mày về nhà mình tao đi. Đấy, bực thực sự anh em ạ. Chị này à, nãy giờ thấy chị này là bình tĩnh nhất nè. Tôi có thể giết người bằng cái này nè anh em. Bay. Đùng. Thấy chưa? Tôi nói là tôi làm được. Bay khá là ok luôn. Mà tôi sẽ lên xe tôi đi một vòng chứ. Trong đây có người cướp liền. Mày bố láo xuống xe của tao. Bớt lại nha, xe của tao bớt ăn cắp lại nha. Này cũng có Nitro nữa nha anh em. Hai chị đang làm gì ở đây? Sao chị kia lại đứng bên đường nha. Em là em chỉ có muốn giúp chị là ra khỏi đường đi, nguy hiểm lắm. Xe tung chị sao? Đi đi, chị hãy đi về miền cực lạc đi. Đừng có đứng đó nữa, đứng dù sao cũng bị tung thôi. Hình như tôi vừa thấy một cái gì đó. Tôi có đạn rồi thì phải, tôi có thể nhắm bắn. Nope. Tôi có 20 viên đạn anh em. Súng trong đây súng lục là mạnh nhất nha. Đụng vô nào đi bố láo quắn hết. Nhưng mà tôi cũng không cần đánh súng nữa. Tại tôi có skill khá là ngon. Đúng. Mày xạo. Sợ chưa? Tao hút đấy. Đi ngoài đường. Chạy đi, tao nói đi ngoài đường rất là nguy hiểm nên chạy nha. Lại đi ngoài đường. Có cái lề không đi? Có cái lề, để đi. Xanh đó. Mày nữa, mày tính tung tao đúng không? Tao biết mà. Bố láo đi quen nha. Chạy đâu mà bằng trời. Chạy đâu mà đằng trời. Ui, chết luôn. Chạy đâu mà đằng trời. Đấy, chạy hộ tao luôn à. Nói chung là tôi cũng không muốn phá đâu. Tôi sẽ đi ra thành phố lớn coi sau mấy nhiêu năm nó vẫn còn thay đổi gì không. Hay là vẫn là một cái vài tòa nhà building thôi anh em. Nhà trắng và tháp Eiffel Tower. Ở nhà này nhà mới nè anh em. Sau mấy năm này nhà mới nè. Nhà bảy sắc cầu vòng cho mấy đứa mít nít đấy. Đây là xích đu. À, xích đu dạo này hình như không có bảo dưỡng hay sao anh em. Đu lên chết người à. Làm ăn kỳ thế nha. Ấy nó cứ dậy đấy.
Không biết tôi có thể lên được không? Rồi, không lên được rồi. Nãy giờ tôi nhảy mà nhảy không lên anh em ạ. Ơi, lên được nè. Không vậy? Ủa tao không đi lên được anh em ơi. Bố mày đấm mày. Ui mày lấy cây ra mày sai rồi. Mày thấy gì đây không? Mày có thấy tao đang cầm cái gì đây không? Đặc biệt là trong game này tôi kiểu như là bất tử luôn á. Đập bài tôi vẫn không chết, không mất miếng máu. Không phải là do nó đâu. Giờ tôi trở lại tôi vẫn làm chùm khu phố thôi. Không ai làm chùm bằng tôi luôn ấy. Giờ sảnh cảnh sát mà cũng sợ tôi nữa mà. Tôi giết người giờ đâu có ai gì bắt tôi đâu. Ui tôi nói chạy cho lắm vô. Chạy cho lắm vô rồi xe tung. Thà bị tao bắn nó đỡ đau hơn là bị xét túng. Tuổi trẻ chứ trải sự đời. Tao đã nói rồi đừng có ra đường mà múa nữa. Bực thật sự ấy. Bà kia nó đứng ra đường hay đứng đâu vậy? Đây. Thiện xạ luôn. Tôi nói tôi thật sự sau mấy năm trở lại thì tôi nhập quân ngũ. Bắn khá là chuẩn luôn anh em ạ. Thì trong xóm tôi thì vẫn còn mấy thằng ba đậu đâm xe vô tường. Nó đâm xe xong, nó ăn mừng là xe bị đâm vô tường anh em. Nói chung á, ai mà đã là về thành phố của tôi thôi thì chắc chắn phải biết cây cầu với lại một cái trạm xăng ở đây. Trạm xăng ở đây thì chỉ đều đổ xăng thôi, cũng chả gì ấn tượng tại nó nằm một cái góc gọi là không có đường xe đi vô. Chắc chắn ai cũng sẽ biết một nơi đó chính là sân bay. Đã biết cây cầu. Ủa gì vậy? Vãi shit. Đã biết cây cầu là phải biết sân bay nhá anh em. Bay bay nó bay quá nhiều thì xung quanh toàn là đất thôi. Nó thổi bay chuỗi luôn mấy cái cây cỏ rồi. Chứ xưa tôi là có cây cỏ đấy. Ồ. Đây là máy bay đầu tiên này. Hình như không biết lái được không. Tôi nghĩ không đâu anh em ạ. Lâu quá rồi tôi cũng không về. Không biết lái máy bay. Sẵn tôi qua tôi tìm cái đồn cảnh sát luôn. Coi nó ra sao. Anh em ạ. Có gà turkey kìa anh em. Này là Christmas chứ đâu phải là Thanksgiving đâu mà nó quăng con gà turkey ra thế kia thì tôi chịu. Đây là quán bar đây. Đây là chỗ tôi hay ăn nhậu. Ôi hình như tôi nghĩ là nó dẹp đồn cảnh sát rồi anh em. Tại nó không chống gì được mấy toàn tội phạm nên là thị trấn dẹp cảnh sát luôn rồi. Sau một hồi tôi được nhận nhiệm vụ là sẽ đánh bom cái thành phố này tại vì không có cảnh sát. Tôi muốn thay đổi thành phố này nên tôi muốn đánh bom thôi. Chứ tôi cũng không cố tình đâu. Tôi phải qua tôi gặp đồng hương của tôi hình như xong rồi đó tôi mới đi đánh bom. Sau vài năm thì tôi cũng quăng cái điện thoại của tôi luôn rồi. Tôi tính gọi Uber mà tôi nhớ ra là tôi quăng điện thoại của tôi mấy ngày năm trước rồi. Dừng tổ lái thế nhở. Trời nó cứu bạn nó luôn. Hay lắm. Ủa nó tung tôi kìa nè. Mày dám tung tao là mày sai lầm lớn nhất cuộc đời mày rồi con. Anh em có để ý không? Trong thành phố của tôi toàn là xe xịn không mà siêu xe đấy. Không có chiếc xe cùi luôn. Lùi lại. Tôi sẽ làm một phố nha. Bậy nè. Đấy. Không, tôi nghĩ là không nên chơi trò này nha. Mới bay một phát thôi xe tôi đã bốc khói rồi. Chơi tiếp nữa thì tôi không biết được làm nhiệm vụ luôn đấy. Chào chú. Nhớ chú muốn gặp con làm gì đấy đúng không? Muốn gì đây? Chú muốn con làm gì nữa? À chú muốn con đi qua đó à? Ok, mấy chuyện đó dễ cho con mà. Sẵn tiện thăm thành phố cũ luôn anh em. Thành phố qua đây thì là thành phố công nghiệp. Ôi thì hồi xưa tôi làm bên đây nè. Ui, chạy cái kia gì? Ui, rồi ôi. Ôi, gì vậy? Mẹ, mới vô nó bắn tao rồi. Bớt đi, mày chưa thấy tao là người vận chuyển à? Mày bắn tao là sai rồi. Tao sẽ cứu con tin của tao. Bắn nhiều mấy thằng phép vật á, mấy thằng khuyết tật á. Chúng mày bắn nhiều mấy thằng khuyết tật vậy. Chết chưa, sợ chưa. Nó chắc chắn là nó chưa nghe danh người vận chuyển trong đu thép vua rồi anh em. Đây, tôi đến cứu cô đây.